Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để phản ánh về ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 10 tháng 7, kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức khai mạc. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm nhằm đánh giá một cách toàn diện tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, xem xét quyết định các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019. Ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trương An Ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Thị ủy Ba Đồn chủ tọa kỳ họp. Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh những kết quả nổi bật của tỉnh Quảng Bình trong 6 tháng đầu năm 2019 và những nội dung quan trọng mà kỳ họp lần này xem xét quyết định. Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị khách mời của kỳ họp. Thưa đồng bào và cử tri trong tỉnh. Hôm nay Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 khai mạc kỳ họp thứ 10. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu khách mời của kỳ họp, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các địa phương và các cơ quan thông tấn báo chí đã đến dự kỳ họp. Xin gửi đến quý vị đại biểu, đồng bào đồng chí và cử tri trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thưa quý vị đại biểu, thưa Hội đồng nhân dân tỉnh, như chúng ta đã biết, năm 2019, năm nước rút của kế hoạch 5 năm 2016-2020, tỉnh ta triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm trong điều kiện còn nhiều khó khăn từ những năm trước để lại và những khó khăn mới phát sinh. Hạn hán gay gắt kéo dài, dịch bệnh diễn biến phức tạp xảy ra trên địa bàn tỉnh đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân. Song với sự đoàn kết thống nhất cao, sự nỗ lực phấn đấu quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của các cấp các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nên việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì sự ổn định, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ. Sản xuất đông xuân được mùa, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Sản xuất công nghiệp mặc dù trong điều kiện khó khăn nhưng vẫn duy trì được tăng trưởng. Hoạt động du lịch tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách tăng khá so với cùng kỳ, nhiều chương trình dự án đã và đang triển khai theo kế hoạch đã đề ra. Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, giảm nghèo và giải quyết việc làm, ứng dụng khoa học công nghệ có một số chỉ tiêu đạt khá. Đặc biệt là tỉnh ta đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi, đã khơi dậy được khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong toàn đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị được triển khai tích cực, tạo được nhiều chuyển biến mới. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, đã chuẩn bị tốt cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019 và để giải quyết được nhiều vụ việc nổi lên về an ninh trật tự, đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm và các tệ nạn xã hội ngày càng có hiệu quả. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức lớn, hạn hán gay gắt trên diện rộng, dịch bệnh diễn biến phức tạp đang là nỗi băn khoăn lo lắng của người dân. Sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của nhiều doanh nghiệp còn khó khăn, một số chỉ tiêu kinh tế xã hội còn đạt thấp, công tác quản lý bảo vệ rừng còn yếu kém để xảy ra một số vụ phá rừng, cháy rừng, công tác giải phóng mặt bằng để triển khai một số công trình dự án gặp nhiều khó khăn vướng mắc, nhất là trong xử lý tài sản công, nhiều dự án triển khai chậm trễ so với kế hoạch đề ra, thu ngân sách còn thấp, thất thu thuế còn lớn, văn hóa xã hội có mặt chuyển biến còn chậm, lĩnh vực giáo dục đào tạo còn để xảy ra vi phạm đạo đức nhà giáo và sơ suất trong thi tuyển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Tình hình đó đòi hỏi Hội đồng nhân dân tỉnh phải có những giải pháp thật cụ thể, đồng bộ, quyết liệt hơn nữa nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tiếp tục cải thiện đời sống của nhân dân. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung xem xét quyết định một số nội dung quan trọng sau đây. Thứ nhất là đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm,
xem xét quyết định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2019. Thứ hai là xem xét đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm của Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, xem xét báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Thứ ba là Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ nghe thảo luận báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh về các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết tại kỳ họp, báo cáo của các sở ban ngành và các địa phương trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri và các báo cáo khác được trình bày tại kỳ họp. Thứ tư là Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành chất vấn, nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành hữu quan trả lời chất vấn về việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và những vấn đề mà cử tri quan tâm. Cùng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét miễn nhiệm chức vụ và bầu bổ sung một số chức danh của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm kịp thời kiện toàn cán bộ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thảo luận thông qua 10 nghị quyết và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Thưa quý vị đại biểu, những nội dung trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan hữu quan đã tích cực chuẩn bị nội dung kỳ họp theo đúng quy định của pháp luật và đã được gửi trước cho đại biểu Hội đồng Nhân dân để nghiên cứu trước. Từ những vấn đề nêu trên, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và cử tri trong tỉnh, tập trung nghiên cứu thật kỹ các vấn đề, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung của kỳ họp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện nay, đồng thời động viên được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân nỗ lực quyết liệt hơn nữa để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2019, năm nước rút của nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020. Với ý nghĩa đó, thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp. Sau bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp đã nghe Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngay sau kỳ họp thứ 8, kỳ họp thường lệ cuối năm, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo, ra soát, hoàn chỉnh và ban hành các nghị quyết, đồng thời tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp bất thường để xem xét quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến kinh tế xã hội của tỉnh. Bám sát chương trình công tác trọng tâm năm 2019, Thường trực, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chương trình kế hoạch đề ra hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, hoạt động giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trọng triển khai với các đợt giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch giám sát chuyên đề và chỉ đạo chuẩn bị các nội dung khác để triển khai giám sát chuyên đề, tình hình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn tỉnh. Ban pháp chế đã giám sát chuyên đề tình hình thực hiện quy định của pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2018. Ban kinh tế ngân sách giám sát chuyên đề tình hình thực hiện chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Ban Văn hóa Xã hội giám sát chuyên đề tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến thời điểm giám sát. Ngoài các chuyên đề trên, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức các đợt giám sát khảo sát việc thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp, kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với các vấn đề như thu hồi nợ tạm ứng ngoài nhiệm vụ của Quỹ phát triển đất, thu hồi nợ và lãi vay quỹ đầu tư địa phương, xử lý trách nhiệm và thu hồi nợ tạm ứng đối với 22 công trình nợ tạm ứng kéo dài, rà soát, kiểm tra việc định giá, phương thức chào bán cổ phần thoái vốn đối với công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình và công ty cổ phần môi trường phát triển đô thị Quảng Bình, việc xử lý các vướng mắc liên quan đến tài chính trong quá trình chuyển đổi thành công ty cổ phần đối với công ty cổ phần Lê Ninh, công ty cổ phần Việt Trung, chấn chỉnh các dự án đã được giao đất, cho thuê đất chậm tiến độ, việc thẩm định về năng lực tài chính đối với các nhà đầu tư đối với các dự án mới, về việc thực hiện nộp thuế đối với các doanh nghiệp sử dụng đất đầu tư du lịch tại khu vực Phong Nha, Kẻ Bàng.
Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2019. Theo đó, 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 6,32% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa, sản lượng thủy sản tăng. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,12% so với cùng kỳ. Du lịch phát triển mạnh với tổng số lượt khách du lịch đến Quảng Bình ước đạt 2,45 triệu lượt, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách ước thực hiện trên 2.400 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác an sinh xã hội được chú trọng. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nêu rõ những khó khăn, thách thức và đề ra các giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong những tháng còn lại của năm 2019. Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 đã đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra từ đầu năm 2019. Trong đó tập trung tăng cường công tác quy hoạch và quản lý đô thị, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sớm và có chất lượng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chú trọng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng kinh tế, tập trung chỉ đạo đồng bộ toàn diện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu tăng trưởng kinh tế GDP cả năm 2019 đạt 7,2%. Tập trung chỉ đạo các biện pháp tăng thu ngân sách để hoàn thành kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2019, thực hiện quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, chú trọng phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác quản lý khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản, cương quyết xử lý các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng, kiểm soát chặt chẽ nguồn xả thải, có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm ở nông thôn, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng lãng phí, quan tâm củng cố quốc phòng an ninh, tập trung chỉ đạo thực hiện giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội. Tiếp đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nghe các báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân và kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Báo cáo của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình tại kỳ họp. Các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và các tờ trình thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Buổi chiều, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục trình bày các báo cáo tờ trình, trong đó tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó, năm 2020, ngoài giám sát tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thực hiện 5 cuộc giám sát giữa hai kỳ họp và 4 cuộc giám sát chuyên đề, gồm giám sát tình hình thực hiện quy định pháp luật về cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, giám sát tình hình thực hiện quy hoạch khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, giám sát về công tác quản lý quy hoạch phát triển đô thị và việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã nghe báo cáo của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh về thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Báo cáo của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh về thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Báo cáo của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh về thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Tiếp đó, dưới sự điều hành của ông Hoàng Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
trưởng ban kinh tế ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh, bầu bổ sung phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe, thảo luận và nhất trí miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông Từ Hồng Sơn, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên giám đốc Công an tỉnh nghỉ công tác, nghỉ chờ chế độ hưu trí; ông Nguyễn Văn Man, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; và ông Đinh Hữu Thành, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, chuyển công tác khác. Tiếp đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phan Mạnh Hùng, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Tài chính. Kết quả, ông Phan Mạnh Hùng trúng cử với 100% số phiếu nhất trí. Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phan Mạnh Hùng. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng ban kinh tế ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Trương An Ninh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng ban kinh tế ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021, chuyển công tác khác với 100% đại biểu nhất trí. Tiếp đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giới thiệu ông Nguyễn Lương Bình, ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021 đã ứng cử để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, ông Nguyễn Lương Bình trúng cử với 100% số phiếu nhất trí. Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Lương Bình cũng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh với 100% số phiếu nhất trí. Ông Hoàng Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tặng hoa chúc mừng các ông nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh vì đã có nhiều đóng góp trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tặng hoa chúc mừng các ông vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh tín nhiệm bầu bổ sung các chức danh mới trong Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngay trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, phóng viên thời sự đã ghi nhận được ý kiến của cử tri tại các địa phương trong tỉnh. Sau khi nghe những cái báo cáo của ủy ban, chúng tôi thấy các cái chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt. Đây là một cái niềm phấn khởi của dân và niềm tin tưởng của nhân dưới sự lãnh đạo của là tỉnh ủy, rồi các nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh và chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền. Đời sống cho nhân dân thì tỉnh nhà có nhiều cái khởi sắc. Cụ thể là đặc biệt là vùng Quảng Trạch chúng tôi ở đây thì vì cái việc về phát triển giao thông là như hiện nay là thấy rất là đồng bộ. Cái việc thực hiện dồn điền đổi thửa thì nói chung là trong tỉnh nhà mình thì vừa qua thì đặc biệt là vùng Quảng Trạch ở đây thì là thấy rằng là cái việc thực hiện cái chủ trương này là nói chung là rất là đúng đắn. Cho nên là thấy rằng là đưa đến cái quyền lợi cho nông nghiệp cũng như là của các địa phương thì hiện nay là thấy rằng là đời sống nhân dân cũng có tăng lên. Bản tôi rất là phấn khởi bởi vì các cái chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh thì đều đạt và vượt kế hoạch so với cùng kỳ của năm trước. Thì tuy nhiên thì trở đến cùng thì tất cả những cái chỉ tiêu này thì theo tôi nhìn thấy rằng là cũng vẫn chưa xứng đáng với cái tiềm năng và thế mạnh của Quảng Bình chúng ta. Thì chỉ vì vậy mà cử tri cũng rất là kỳ vọng, đặc biệt là cái phiên chất vấn ngày mai. Cũng đề nghị là các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chúng ta là hết sức quan tâm đến các cái đề xuất, các cái ý kiến của cử tri của các cái địa phương và để thảo luận một cách nghiêm túc để chúng ta có những cái nghị quyết thật là sát đúng với cái tình hình của địa phương Quảng Bình chúng ta. Không chỉ quan tâm đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm 2019, nhiều cử tri cũng bày tỏ quan tâm đến một số vấn đề nóng, nổi cộm cũng như những khó khăn vướng mắc tại cơ sở. Đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghiêm túc thảo luận và chất vấn tìm hướng giải quyết trong chương trình kỳ họp này. Xin gửi gắm đến kỳ họp cần quan tâm về những cái nội dung thiết thực đối với nông nghiệp, nông dân nông thôn. Thì như chúng ta đã biết trong tháng 5, tháng 6 thì điều kiện khí hậu thời tiết rất là khắc nghiệt, ảnh hưởng đến sản xuất và gây những cái thất thoát đối với người nông dân.
Cái thứ hai là dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, đặc biệt là tả lợn châu Phi, nó lan rộng trên cái địa bàn của tỉnh và cũng ảnh hưởng đến cái sản xuất của bà con nông dân. Đề nghị là tất cả các cái dự án phát triển kinh tế xã hội cần phải gắn liền với môi trường, trong đó chú trọng cái nguồn nước. Hiện nay là Hồng Thủy là có 52 hộ dân nằm trong cái dự án di dân dân từ các vùng thấp lụt ra vùng di dân dân để chống cái ngập lụt. Tuy nhiên thì nhân dân ở thì cũng tương đối nhiều năm rồi, nhưng mà nhà nước vẫn chưa hỗ trợ để mà cấp cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ, cho nên họ rất là quan tâm đến việc này. Tôi đề nghị là hội đồng cùng thảo luận và là có những cái giải pháp hỗ trợ cho họ là có được cái quyền lợi. Cái thứ hai nữa là cái dự án FLC đang triển khai thì Hồng Thủy đã làm xong cái việc giải phóng mặt bằng và là đã có cái phương án để chi trả tiền, nhưng đến nay thì vẫn chưa trả được một đồng nào cho bà con nhân dân. Thì đây là những ý kiến mà cử tri Hồng Thủy hiện tại rất là quan tâm. Hiện nay chúng ta đang đứng trước một cái năm hạn vô cùng khắc nghiệt, từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh. Nhiều diện tích hiện nay đang là hoang hóa. Rồi là những cái số diện tích để sản xuất ra được thì cũng đang còn là bấp bênh chưa chắc chắn. Vì vậy đề nghị tỉnh, các nhà khoa học tỉnh, các cơ quan chuyên môn của tỉnh cần phải có những giải pháp hết sức phù hợp để đưa cái vụ sản xuất hè thu vượt qua những khó khăn và đạt được cái kết quả tốt. Tôi cũng đề xuất với Hội đồng Nhân dân tỉnh là có những biện pháp cụ thể để mà ngăn chặn đẩy lùi cái tình trạng ma túy cũng như là bạo lực học đường nó đang ngày càng lây lan và mạnh lên ở trong cái môi trường học cũng như là bên ngoài xã hội đối với tất cả các em học sinh cũng như là các thế hệ trẻ nói chung hiện nay. Các cấp có thẩm quyền quan tâm hơn đến cái điều kiện kinh tế và đời sống của nhân dân. Cái thứ nhất là đến cái nguồn lương thực phục vụ cho nhân dân. Cái thứ hai là nguồn nước sinh hoạt để cho nhân dân đảm bảo trong cái thời gian sắp đến. Thì tôi cũng đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban sở ban ngành của cấp tỉnh, các địa phương cần phải là xác định để là hội đại các đại biểu cần phải đưa ý kiến của dân lên để rồi cho các sở ban ngành chất vấn các sở ban ngành, và sau khi có các cái sở trả lời chất vấn thì chủ tọa kỳ họp đã kết luận thì coi như đề nghị là các sở ban ngành các địa phương mà có liên quan cần phải có giải pháp thực hiện để thực hiện được cái kỳ vọng của cử tri toàn tỉnh. Tháng 7 này khám phá những bí ẩn chưa từng hé lộ. Những trải nghiệm khác biệt, chân thực về những sản phẩm du lịch nổi tiếng tại Quảng Bình. Cùng với không gian nghệ thuật, đại tiệc âm nhạc hấp dẫn, độc đáo và ấn tượng với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao: Mỹ Tâm, Tùng Dương, Kiều Anh, Lê Anh Dũng, Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, từng bước khẳng định thương hiệu du lịch Quảng Bình trong nước và quốc tế. Lễ hội Hang Động Quảng Bình năm 2019, Quảng Bình bí ẩn bất tận. Ngày 20 tháng 7 năm 2019, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Công an huyện Minh Hóa bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Đặt con người vào vị trí trung tâm trong công tác dân số và phát triển. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 9 tháng 7, đoàn công tác gồm các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã đến thăm và làm việc với huyện Quảng Ninh. Đoàn đã đến chân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn, bến Phá Long Đài ở xã Hiền Ninh. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn S&D Quảng Bình. Hiện nay, công ty có trên 1.300 cán bộ, công nhân làm việc tại hai phân xưởng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 6 triệu đồng mỗi người một tháng. Thăm và làm việc với lãnh đạo huyện Quảng Ninh, sau khi nghe những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thời gian qua, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh mong muốn thời gian tới, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Quảng Ninh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Hôm qua ngày 9 tháng 7, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội khuyến học tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp trong hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2019-2020. Theo đó, hai đơn vị sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy việc thực hiện quyền giáo dục, học tập của người lao động, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị cho toàn thể công chức viên chức và người lao động. Đồng thời, khuyến khích động viên tạo điều kiện cho cán bộ công chức viên chức và người lao động tích cực học tập dưới nhiều hình thức khác nhau. Vận động cán bộ công chức viên chức và người lao động tích cực tham gia xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đạt tiêu chí gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, tích cực tham gia hỗ trợ công tác khuyến học khuyến tài ở cơ sở. Cũng trong ngày hôm qua 9 tháng 7, Ngân hàng Chính sách Xã hội và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban hoạt động ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị xã hội quý 2 và triển khai nhiệm vụ quý 3 năm 2019. Trong quý 2, hoạt động tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Trong đó, doanh số cho vay thông qua các tổ chức chính trị xã hội đạt gần 368 tỷ đồng với gần 900 lượt người vay vốn, góp phần đưa tổng dư nợ các chương trình ủy thác đạt trên 3.100 tỷ đồng. Tăng 160 tỷ đồng so với đầu năm. Về quy mô đầu tư đối với tổ tiết kiệm và vay vốn, bình quân dư nợ đạt 38 triệu đồng mỗi hộ. Công tác tham gia tiền gửi tiết kiệm và vay vốn đạt 100% với số dư nợ gần 122 tỷ đồng, tăng 13,4 tỷ đồng so với đầu năm. Công tác xử lý nợ và nâng cao chất lượng tín dụng được các cấp hội chỉ đạo thực hiện quyết liệt về từng xã, phường trong toàn tỉnh. Hiện nay, nợ quả hạn từ các chương trình ủy thác chỉ chiếm 0,09% tổng dư nợ do các hội quản lý. Tuy nhiên, trong thời gian qua, các tổ chức hội vẫn gặp một số khó khăn như việc giám sát, kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay, đặc biệt là cho vay nâng mức của các tổ chức hội cấp xã chưa cao, dẫn đến tình trạng hộ vay sử dụng vốn chưa hết đã xin vay, chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn chưa đồng đều. Trên cơ sở đánh giá hoạt động ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị xã hội quý 2, hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm của quý 3 năm 2019. Vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Sở Khoa học Công nghệ đã bắt quả tang tàu chở dầu đang có hành vi sang màn dầu trái phép trên biển. Đó là tàu chở dầu mang số hiệu VR9000662 do ông Phan Sinh Thành, sinh năm 1982, trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch điều khiển, hoạt động tại khu vực cảng Hòn La thuộc địa phận xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, đang bơm dầu cho tàu cá mang số hiệu QNG98124. Do ông Nguyễn Minh Ngãi, quê ở tỉnh Quảng Ngãi, làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu chở dầu mang số hiệu VR9000662 đã bơm cho tàu cá mang số hiệu QNG98124 khoảng 1.600 lít dầu. Hiện nay, các lực lượng chức năng đã niêm phong tàu chở dầu mang số hiệu VR9000662 để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Vừa qua, Công an huyện Minh Hóa đã bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Đó là đối tượng Đinh Văn Bàn, sinh năm 1976, trú tại thôn Lâm Khai, xã Hòa Hợp, huyện Minh Hóa. Khám xét tại nơi ở của Bàn, lực lượng chức năng đã thu giữ 37 viên nén màu hồng. Đối tượng Bàn khai nhận đây là ma túy loại hồng phiến được mua về để sử dụng. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển năm 1994 tại Cairo, Ai Cập đã thông qua chương trình hành động, đó là cần đặt con người vào vị trí trung tâm trong lĩnh vực dân số và phát triển. Thực hiện chương trình hành động này, tại Quảng Bình, ngành dân số kế hoạch hóa gia đình đã tích cực triển khai các nhiệm vụ chuyên môn hướng đến mục tiêu chung là tất cả mọi người đều được hưởng các quyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, được tôn trọng, bảo vệ và đầu tư phát triển toàn diện. Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển năm 1994 tại Cairo, Ai Cập đã tái khẳng định rằng bất kỳ người dân nào trên thế giới đều được hưởng các quyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, được bảo vệ khỏi các hình thức bạo lực. Từ đó, hội nghị đã đề ra chương trình hành động với chiến lược mới, đó là nhấn mạnh mối liên hệ tổng thể giữa dân số và phát triển, đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, bao gồm cả phụ nữ và nam giới, đảm bảo công bằng giới và quyền bình đẳng của phụ nữ, lồng ghép vấn đề dân số vào các chính sách, chương trình phát triển, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc trẻ em. Tại Quảng Bình, thực hiện mục tiêu dân số và phát triển, ngành dân số kế hoạch hóa gia đình đã tập trung vào các nội dung gồm giảm mức tăng dân số, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên và hướng tới nâng cao chất lượng dân số. Cùng với đó,
các cấp các ngành, các địa phương đã thực sự quan tâm đến công tác dân số, đưa mục tiêu chính sách dân số, kế hoạch gia đình vào một trong những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban dân huyện đưa chỉ tiêu về công tác dân số vào trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của huyện ủy, hội đồng dân, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo đôn đốc các phòng ban đơn vị liên quan, các xã thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ để kịp thời là chỉ đạo sát đúng phù hợp đối với các đơn vị. Chúng tôi cũng tin tưởng việc thực hiện các chỉ tiêu về công tác dân số sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra và góp phần để phát triển kinh tế xã hội của huyện. Để tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, Quảng Bình đã tăng cường sự chỉ đạo của cả cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác dân số, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về chủ trương chuyển trọng tâm chính sách dân số từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề quy mô, cơ cấu, phân bổ và chất lượng dân số. Qua 25 năm thực hiện các mục tiêu dân số và phát triển, Quảng Bình đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đó là quy mô gia đình ít con đã được chấp nhận, tỷ suất sinh 16 phần nghìn năm 2011 giảm xuống còn 14,76 phần nghìn năm 2018. Hưởng ứng cái chương trình quốc tế dân số và phát triển đặt con người vào vị trí trung tâm trong cái sự phát triển kinh tế xã hội, ngành y tế Quảng Bình, chi cục dân số tỉnh phối hợp với các ban ngành liên quan trong việc quan tâm đến chất lượng dân số, quy mô dân số và cơ cấu dân số, phấn đấu đến năm 2030 đạt cái mức sinh thay thế 2,1 con trên phụ nữ trong cái độ tuổi sinh đẻ và giảm cái tỷ suất sinh, tỷ lệ sinh con thứ ba giảm từ 0,5 đến 1% trên năm, chú trọng hơn về mất cân bằng giới tính khi sinh, quan tâm đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, nâng cao cái chất lượng dân số. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm từ 16% xuống còn 13%. Tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai năm 2011 là 75,5%, tăng lên 76,3% trong năm 2018. Hưởng ứng chương trình hành động của Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển, đặt con người vào vị trí trung tâm trong phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số, tiếp tục nâng cao chất lượng dân số, nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo hướng nhanh và bền vững. Tiếp nối thành công của đêm nhạc đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2017, đêm nhạc đặc biệt thứ hai của giáo sư anh hùng lao động nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí tiếp tục được tổ chức tại quê hương Quảng Bình, nơi chôn rau cắt rốn của ông. Đêm nhạc lần này là sự tri ân quê hương của giáo sư Nguyễn Anh Trí dành cho đất mẹ yêu thương và là một trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Bình, 70 năm ngày Quảng Bình cuột khởi. Đêm nhạc được chuẩn bị công phu, hoành tráng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như các nghệ sĩ ưu tú Lương Huy, Cẩm Tú, Thủy Linh, Thanh Nhân, các ca sĩ Lê Xuân Hảo, Viết Danh, Lan Anh, Việt Tú, Mỹ Ly, Huyền Trang cùng với sự góp mặt của hai MC nổi tiếng là Mỹ Lan và Lê Anh. Chỉ đạo nghệ thuật, Thiếu tướng Nhạc sĩ Đức Trình, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Tổng đạo diễn chương trình, đạo diễn Lã Trường Bắc. Đêm nhạc giáo sư, nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí tri ân quê hương sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình và được truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình vào lúc 20 giờ 5 phút ngày 13 tháng 7 năm 2019. Mời quý khán giả đón xem. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm mùng 10 ngày 11 tháng 7 năm 2019. Khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm từ 45 đến 65%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm từ 44 đến 68%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm từ 55 đến 76%.
Khu vực Phong Nha, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm từ 45 đến 65%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm từ 55 đến 75%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 30 đến 37 độ, độ ẩm từ 43 đến 67%. Khu vực thị trấn Quản Hầu, mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 30 đến 36 độ, độ ẩm từ 48 đến 65%. Khu vực thị trấn Kiến Giang, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm từ 49 đến 70%. Dự báo thời tiết biển, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 7 năm 2019, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm từ 43 đến 77%.